Bản tin của Bộ Y tế tối 7 tháng 8 cho biết, tính từ 6 giờ đến 18:30 giờ ngày 7 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.540 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trong ngày lên 7.334 ca. Việt Nam cũng đã ghi nhận tổng cộng hơn 200.000 ca COVID-19 mới kể từ đầu dịch. Có 4.305 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 7 tháng 8. Thông tin 7.334 ca COVID-19 mới được công bố trong ngày 7 tháng 8 như sau. 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 733 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.281 ca trong cộng đồng, gồm thành phố Hồ Chí Minh 3.930 ca, Bình Dương 882 ca, Đồng Nai 709 ca, Long An 367 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 288 ca, Khánh Hòa 167 ca, Tiền Giang 165 ca, Cần Thơ 141 ca, Tây Ninh 134 ca, Phú Yên 78 ca, Vĩnh Long 62 ca, Bình Thuận 61 ca, Đồng Tháp 60 ca, Bến Tre 49 ca, An Giang 31 ca, Ninh Thuận 22 ca, Sơn La 20 ca, Kiên Giang 17 ca, Bình Định 17 ca, Gia Lai 17 ca, Quảng Bình 15 ca, Lâm Đồng 12 ca, Hải Dương 11 ca, Hà Nội 10 ca, Quảng Nam 10 ca, Hậu Giang 9 ca, Đắk Nông 7 ca, Quảng Ngãi 7 ca, Bạc Liêu 6 ca, Hà Tĩnh 6 ca, Cà Mau 5 ca, Thanh Hóa 4 ca, Thái Bình 4 ca, Lào Cai 4 ca, Bình Phước 2 ca, Ninh Bình 2 ca, Hà Giang 1 ca, Hưng Yên 1 ca. Tính đến chiều 7 tháng 8, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 200.715 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.339 ca nhập cảnh và 198.376 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 196.806 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 66.637 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 512 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 19 ca. Số ca tử vong sẽ được công bố vào bản tin sáng 8 tháng 8. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện là 6.861.784 mẫu cho 19.403.096 lượt người. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 8.528.267 liều, trong đó tiêm một mũi là 7.664.944 liều, tiêm mũi 2 là 863.323 liều. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.